Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Tsutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nha. Trong thời gian giữa hai tập thì mình có làm thêm một cái chỗ nuôi bò cũng như là nuôi gà để mình có thể lấy thêm da thuộc cũng như là thịt bò và chế tạo thức ăn thôi. Ngoài ra thì rồng Terra của mình bây giờ nó cũng đã khá lớn rồi, mình có thể cưỡi rồi đó, giờ mình sẽ cưỡi thử nha. Đó. Và nhìn sơ qua thì rồng Terra có một vài nét gì đó khá giống rồng lửa. Nhưng mà có điều màu da thì nó hơi ngã cam một xíu. Và bay thì cũng khá nhanh. Rồi tạm thời thì cho rồng Terra ở đây nha. Và sau đó vào trong nhà ngủ cái. Sáng thức dậy chúng ta sẽ bắt đầu công việc ngày hôm nay thôi. Và công việc chính trong ngày hôm nay á, là chế tạo những cái đồ để có thể huấn luyện rồng hoang dã cũng như là rồng nguyên tố ấy. Mình sẽ chế tạo trước những cái amulet. Để mình xem công thức của cái amulet coi. Đây giống như là cái quả bóng Pokemon vậy đó. Mình có thể cho những bé rồng vào trong đây ở. Tại vì hiện tại mình chưa có cái khu dành riêng cho mấy bé rồng sống. Thành ra phải làm cái đó thôi. Mình cần một cái ngọc Ender, 3 sợi chỉ và một cái cục đá cội. Ở đây mình có một sợi chỉ thôi. Và một ít cái mạng nhện, chắc mình sẽ đổi mạng nhện này ra chỉ đi. Còn bé rồng này thì mình đã có cách để cho bé bình tĩnh hơn rồi đó. Một xíu mình sẽ chế tạo sau. Giờ mình sẽ lấy ngọc Ender nè. Lấy đá cội ra và chế tạo những cái amulet thôi. Đây, mình sẽ làm 4 cái luôn. Úp. Đó, 4 cái rồi. Giờ thì mình sẽ ra ngoài và cho mấy bé rồng đó vào trong đây nha. Đó, vừa an toàn cho mấy bé, với lại mình có thể mang nhiều bé rồng đi trong cùng một lúc ấy. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ bắt rồng Arthur trước. Đây, rồng Arthur nào. Không biết giờ có đói chưa nữa, mình cho ăn no trước khi vô rộng cái đã. Đó, no bụng rồi đó. Rồi. Vậy mình đã có amulet của rồng Arthur và hiện tại bé đang có 200 máu và có biết giới tính luôn. Hay thiệt á. Rồi kế tiếp là rồng băng đi. Ăn vô một cái nè. Rồi cho vào đây. Rồng băng thì cũng 200 máu. Và đây là con đực, rồng băng là rồng đực à. Wow, còn bé rồng lửa coi. Cho vô. Ồ, rồng lửa là rồng cái nè. Vậy không biết có giao phó cho mấy bé này được không ta. Và cuối cùng là rồng Terra. Rồi cho vào đây. Hiện tại rồng Terra chưa có mắc máu các bạn ơi, chỉ mới có 165 máu thôi và là một cái con rồng Terra cái. Wow. Rồi vậy là hiện tại mình đã có 4 cái amulet rồi. Và mình sẽ cho mấy bé rồng này vào trong nhà. Khi nào mình có đủ vật liệu xây dựng á, thì mình sẽ cho mấy bé đi ra ngoài và ở chung với mình nha. Tạm thời thì cho mấy bé sống trong đây đi. Rồi kế tiếp thì mình sẽ chế tạo cái đồ để giúp cho rồng đỏ của mình ấy, rồng lửa có thể bình tĩnh hơn. Giờ mình cần phải có những cái đầu của con rồng ác cái đã. Đây mình có file school nè, mình cần một cái này và thêm hai cái gậy nữa. Gậy thì đây mình có gỗ nè, mình sẽ đổi gỗ ra thêm một ít gậy nha. Đây đổi ra gậy. Rồi kế tiếp mình sẽ đặt như vậy. Hai cái gậy ở chính giữa và một cái đầu ở phía trên. Tại vì rồng lửa thì mình cần phải có hai cây gậy, còn rồng băng thì mình chỉ cần một gậy thôi. Rồi mình sẽ lấy cây step này và coi đâu à? đây. Bình tĩnh. Nó mình chỉ cần ấn vào một phát thôi là bé rồng đã bình tĩnh rồi nè. Rồi đứng lên. Đó, cái này kiểu như là cái đồ để cho bé rồng có thể đứng lên đứng xuống gì đó. Rồi ngồi xuống nha. Kế tiếp thì mình cũng có thể chế tạo những cái giống như cái kèn vậy á. Nhưng mà mình cần thêm những cái xương của rồng. Ở đây mình có một ít xương của rồng nè. Rồi giờ mình sẽ chế tạo luôn. Sẽ đặt theo công thức như vậy. Và một cái gậy. Hình như dư thì phải. Đó. Mình đã được một cái horn rồi. Đây. Cái này mình... để xem nào. Đó. Mình có thể giữ bé rồng này vào trong ấy. Đó. Mình có thể mang đi theo mà không cần phải cưỡi luôn. Đó. Và mình cũng có thể mang theo cùng lúc nhiều loại rồng nữa. Rất là tiện. Ngoài ra để coi còn hình như còn một món nữa thì phải. Để mình xem công thức của món còn lại coi. Cái món còn lại đâu ta. Đây. Cái bone flu này. Cái này mình chưa biết công dụng của nó nữa. Nhưng mà tạm thời chỉ cần hai thứ này thôi là mình có thể điều khiển được bé rồng này rồi. Đó, và giờ mình có một ít cái bò bít tết nè. Và bột xương thì mình còn được một ít luôn. Rồi giờ mình sẽ chế tạo thêm thức ăn cho bé rồng ăn thôi. Hổm rồi, cho bé nhìn đói quá trời luôn á. Rồi cho thịt vào. Đó, giờ mình sẽ sử dụng thịt bò để làm thức ăn cho bé rồng này đi. Chịu khó tốn thịt một xíu nhưng mà bé mau lớn hơn. Rồi. Ủa không dùng thịt bò được hả? Ui. Bé này kén quá à. Không chịu ăn thịt bò rồi. Thịt bò... ủa bò à, dùng xương hả?
Ui, dùng xương mà mình lại... Ui, mình lỗi thành bột xương rồi. Hàng thảo nào mình thấy nó cứ thiếu thiếu. Rồi, cho thêm vào đây nha. Ồ, làm lỗ hết mấy cái khúc xương rồi. Vậy là phải săn thêm skeleton rồi đó. Giờ mình có được hai cái ấy thôi à. Ok, chắc phải làm thêm rồi. Đây, mình sẽ đặt lại như vậy. Sau đó cho xương ở xung quanh. Đó, mình có tổng cộng là 6 cái. Và cho bé rồng này ra ngoài đi. Đó, ra ngoài ăn. Tại vì nếu mà bự quá mà trong nhà sợ bé bị kẹt ấy. Rồi, ra chỗ trống nè. Cho bé ra một cái. Búp. Rồi, ăn sáng thôi. Búp. Yeah. Rồi, wow, để coi coi. Hiện tại thì bé đã được 70 máu rồi. Và đang rất là no bụng luôn. Đã được 13 ngày tuổi nữa. Mới giai đoạn 1 thôi à. Hình như tới 5 giai đoạn lận. Và giờ... những cái bộ áo giáp này chắc mình phải cố gắng tìm thêm những cái khói rồi. Tại vì cái này toàn sử dụng khói kim cương thôi ấy. Và đây có cái khói gì nữa nè, Fire Iron Steel. Cái này làm từ cái Fire Iron Steel Ingot. Ồ, cái này hơi bị ôi, cái bộ giáp này chắc khó chế tạo lắm luôn á. Nhưng mình để từ từ mình tìm cách mình chế tạo sao nhá. Rồi, mình sẽ thử chế độ Wandering coi coi có đi theo mình không. Chế độ này là ngồi nè, thôi kệ cho bé ngồi đi. Rồi, tạm thời thì cho mấy bé rồng này vào trong gương cho an toàn nhá. Và công việc kế tiếp của mình á là mình sẽ nâng cấp cái lò nung lên. Tại vì hiện tại mình toàn sử dụng những cái lò nung mặc định này nè. Nó nung rất là chậm luôn á, thành ra mình muốn nâng cấp nó lên những cái lò nung xịn hơn. Như là sắt này, vàng này, kim cương hoặc là obsidian chẳng hạn. Đó, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu một chuyến đi mai luôn đi. Tại vì khá là lâu rồi đó, mình chưa có kịp đi mai. Và trong thời gian giữa hai tập á, mình cũng có enchant lên thêm cái dòng gia tài 3 nè. Nhưng mà mình hết kinh nghiệm rồi nên mình không có enchant thêm được hiệu suất ấy. Và giờ coi nào. Chắc mình phải trở lên trên để làm cái hammer cái đã. Hôm bữa quên là đã đào hư cái cây hammer mất tiêu rồi. Và mình có... đây, kim cương đây. Mình sẽ làm một cái cây hammer kim cương ấy để đi mai cho nó tiện hơn nha. Rồi, như vậy. Và khi nào mình đủ số sắt á thì mình sẽ chế tạo một cây Giant Hammer luôn. Dùng tạm cây Diamond Hammer này nhá. Kim cương thì cho ở đây. Rồi, đi xuống dưới hang lại nào. Tay lại bọt một cái. Hôm bữa đi về hướng này rồi hả? Chắc giờ mình sẽ đi về hướng bên đây đi. Đó, đi tiếp nào. Rồi. Và lâu lâu thì phải kiểm tra bản đồ nữa. Tại nhiều khi thì mình gặp được mấy cái hang rồng ấy. Và giờ mình đã gặp mấy cái đất rồi. Chắc từ từ mình phải làm một cái cây excavator. Cái cây mà giúp mình có thể đào được những cái sỏi nè, cái đất, cái cát ấy. Là 3x3 giống như hammer vậy đó. Rồi cầm đuốc lên. Đào cái này ra một cái nè. Wow, và hammer kim cương tới 9000 độ bền lận. Đào rất là thoải mái luôn. 9000 độ bền đào không biết tới khi nào. Ui. Ui, kim cương nè. Đi một xíu thôi đã gặp được kim cương rồi. Vậy, mình đã có được 3 viên. Đó, và hình như những cái super orc đó thì không có dùng gia tài được. Cho nên mình dùng cái cây hammer này đào ra luôn. Khi nào gặp được những cái quặng kim cương bình thường kìa, thì mình sẽ dùng gia tài để có thể nhặt nhiều hơn nhá. Rồi, và ở đây có sắt thì mình sẽ lấy thêm. Để về làm cái cây Giant Hammer nữa. Wow, quá trời sắt luôn. Lấy hết. Và có emerald nữa kìa. Lấy emerald luôn. Rồi cắm đuốc lên một cái. Và giờ mình cần phải chế tạo thêm đuốc rồi. Đã hết đuốc rồi đó. Mình còn có 6 thôi. Đổi ra thêm que đi. Ít thôi. Đổi nhiều quá một hồi hết gỗ quá. Đây 50 mấy cái nè. Và búp. Đó, thêm được 20 mấy cây đuốc luôn. Rồi, và giờ thì mình sẽ lên đây để lấy lại mấy cái chỗ sắt này nữa. Suýt nữa thì quên rồi. Nó gặp thì lấy liền đi, để không to một hồi đi lên là quên á. Rồi đi tiếp nha. Qua đây. Có vẻ mấy cái hang rồng khá là khó tìm á. Tại vì mấy cái hang rồng ở dưới đất này nè, là mấy con rồng trưởng thành hết trơn rồi, vừa mạnh nè. Và nó rơi ra cũng nhiều vải nữa. Gặp mấy con đó thì ha, tha hồ mà chế tạo đồ luôn. Và trong cái hang của nó thì có rất là nhiều cái rương nữa. Nhiều khi trong rương lại có những cái món đồ cần thiết, giúp mình có thể chế tạo thêm những món đồ mới nữa. Cho nên phải ráng tìm mấy cái hang rồng mới được. Và đây có một cái hồ lava nhỏ nhỏ gì kìa. Ui, cát đè. Ủa, sỏi đè. Suýt nữa bị sỏi đè rồi. Wow. Và coi nào. Vẫn chưa gặp được cái hang rồng nào hết trơn á. Ui, cái hang rồng đó có vẻ khá là khó tìm. Và đây có một cái hang gì nè, có quái quá trời luôn. Ui. Ủa, sau đó lại không hết một hổ, lỗ ta. Wow, quá trời than luôn nè. Vậy lấy hết luôn.
Rồi, thử nha, để mình dùng gia tài coi. Hình như dùng gia tài được hay sao á. Mình đào một phát được 5 viên luôn nè. Wow, hình như dùng gia tài với cái sức bọt được hay sao ta. Đào một phát được 5 viên luôn á. Wow, bình thường nó đã rơi ra nhiều rồi, dùng gia tài một phát nó còn ra nhiều hơn nữa. Giờ mình sẽ nhặt lại than nè. Đây, lấy than về đó, để chế tạo thêm nước thôi. À, mình sẽ đi về hướng bên nào nữa ta. Chắc bây giờ mình sẽ đổi hướng đi, mình sẽ đi về hướng bên đây một xíu nha. Đó, đi, ui. Mới đổi hướng đã gặp được kim cương rồi. Đào ra thử coi. Hiện tại là 8 đúng không? Búp. 12 được 4 viên. Cũng khá tốt, cũng khá tốt. Rồi, ở đây có sắt nè, lấy hết về luôn. Sắt, sắt. Gắn tìm đủ á, rồi mình sẽ chế tạo cây dai anh hám mơ. Khi đó đào những cái khoáng sản này sẽ nhanh hơn rất là nhiều luôn á. Tại vì cái kích thước đào của nó thì siêu to khổng lồ luôn đó, cho nên phải ráng tìm thêm sắt mới được. Nãy giờ thì mình mới đào được có 50 mấy cái sắt thôi mà. Ở nhà còn thêm 5 khối nữa. Mình nghĩ đi vài vòng nữa là mình đã đủ rồi đó. Cố lên, cố lên. Và phía trước mình hình như là một con zombie thì phải. Ồ, đúng luôn, đúng luôn. Ở trước là một cái hang cũng như là có tiếng con zombie nữa. Để mình kiểm tra coi. Giờ mà gặp được cái dungeon á thì tuyệt vời luôn á. Mình có thể làm cái chỗ farm xương. Tại vì farm xương thì sẽ giúp mình có thể có thêm nguồn xương và làm thức ăn cho bé rồng màu lớn ấy. Rồi, lấy thêm sắt vào. Ở đây có khá là nhiều vật liệu xây dựng nè. Một xíu mình sẽ đi lên trên cắt đồ xong đi xuống đây để nhặt lại nha. Tại vì giờ mình đang cần vật liệu xây dựng để sắp tới. Ui ui. Creeper, creeper. Sắp tới mình còn xây dựng chỗ cho mấy bé rồng ở nữa, cũng như là chỗ để mình định cư lâu dài luôn. Cái nhà mình là chỉ sống tạm thôi. Ây da, yêu yêu yêu. Creeper, creeper nè. Creeper hả? Hai hit thôi, hai hit là ngõm được cái con. Ui ui ui. Hình như kiếm này có nóc bách hay sao á. Mình thấy mình đánh mấy con này bật lùi quá trời luôn nè. Wow, cầm đuốc lên cái. Vậy là hết cái hang rồi. Cầm đuốc lên đi, để cho những con dơi nó đừng có xuất hiện nữa. Mình không thích nó kêu đâu. Đây có những cái lưu ly, chắc mình sẽ vứt đi. Lưu ly thì mình không cần nhiều. Và đây có silver nữa nè. Cái silver này cũng khá là hiếm. Và để coi coi mình có thể cắt được cái gì không ta. Mình sẽ cắt bớt cái gì đây. Giờ nhiều thứ mình cần phải nhặt quá. Ở đây có silver thôi, để từ từ lấy cũng được. Chứ giờ mình không vứt được thứ gì đâu. Đây có sắt nữa nè. Lấy luôn. Và hiện tại mình được 64 sắt rồi. Đó, được một stack rồi đó. Và kế bên là một cái hang nữa hả. Wow wow wow, kiểm tra kiểm tra. Đi một lúc thì mình đã gặp được một cái hồ lava rồi nè. Không biết cái chỗ lava này có kim cương không nữa. Để mình kiểm tra thử nha. Rồi, và đây có thêm sắt thì mình sẽ lấy hết về luôn. Hiện tại đang đói hả, ăn vô một cái đi rồi đi tiếp. Ui, có vàng nữa nè. Mấy cái quặng super vàng này thì cho mình khá là nhiều. Và mình được 19 rồi nè. Và may quá may quá. Mình có đem theo xô nước, mình cứ tưởng không đem không chứ. Ở đây, ui. Dây, super kim cương đây. Mình có 12 đúng không? Búp. Và 15, vậy là gia tài nó không có áp dụng cho mấy cái quặng super này rồi. Kiểu như nó rơi ra ngẫu nhiên thôi à. Mình cứ tưởng áp dụng được thì tuyệt vời luôn á. Và đây có sắt nè, mình sẽ lấy về. Đó, sắt mình kiếm tầm 2 stack đem về là làm được một cây hammer khổng lồ rồi đó. Lấy thêm sắt ở đây nữa. Ui. Đào sắt được thêm vàng nè, thì còn gì bằng đúng không? Được 28 vàng rồi. Vậy. Và bên đây còn vàng tiếp. Vàng nhiều với ta. Vàng nhiều cực luôn. Lấy hết về. Đó. Đào ra một cái và ở đây nữa. Xong, có vẻ chuyến đi mai này khá là bội thu rồi đó. Nãy giờ mình đào quá trời khoáng sản luôn. Sắt vàng các kiểu luôn á. Và có redstone nữa hả? Redstone mình không cần đâu. Tại vì trong đây redstone ít công thức chế tạo lắm. Với lại mình đâu có làm nhiều về đá đỏ đâu. Và đây là một cái hang nhỏ. Và có sắt và vàng luôn. 2 trong 1 2 trong 1. Và nó lại vòng ngược lại đằng kia nữa chứ. Rồi, ở đây có lưu ly. Và lại là một chỗ nước. Đừng nói hang cùng nha, không thích đâu á. Ủa, vậy thì được. Đừng có hang cùng là chịu à. Và đây coi. Có emerald, có vàng. Mình sẽ ưu tiên lên lấy vàng trước nha. Đó, tại vì vàng mình có thể chế tạo nhiều món hơn là emerald. Rồi, lại đây. Và đào ra. Búp. Đó, búp. Yay. Và ở trên coi. Ui, vàng nữa. Sao nhiều vàng cực luôn á. À, đây có sắt nữa nè. Không bỏ sắt được, tại vì mục tiêu chính của mình là sắt cơ. Đây, đào ra. Búp.
Và ở đây nữa, để coi coi mình đã được, ui, một stack dưới 45 quặng sắt rồi. Vậy không bao lâu nữa thì mình đã có thể có được 2 stack và trở lên để có thể làm được cây Giant Hammer rồi. Và coi coi, bên kia là một cái hồ lava nữa hả? Đào ra, úp, 8 viên Emerald. Vậy, ở đằng sau còn chỗ nữa, chắc cũng được mười mấy viên á. Rồi qua đây, không biết có kim cương không? Ồ, một cái đường mới nữa. Và nó cùng luôn rồi, đường cùng mất tiêu rồi. Và kiểm tra lại, vẫn chưa gặp được những cái hang rồng. Vậy là chắc khu mình không có hang rồng rồi. Để sắp tới mình tìm mấy khu khác thôi. Wow, kim cương và Emerald luôn, 2 trong 1 nữa nè. Và mình 15 đúng không? Búp, 18 viên, dây thêm được 3 viên nữa. Wow, quá bội thu rồi. Và đây có than, tu ly. Hai thứ đó thì mình không cần nhiều. Đây, vàng nữa nè. Để coi coi. Ôi, 56 rồi, gần được một stack vàng rồi. Đây thêm vàng nữa. Vàng nhiều thật sự luôn. Rồi, ở phía dưới này nữa. Búp, lấy hết về. Giờ mình cũng được kha khá đồ rồi, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà để chế tạo luôn thôi, để không thôi trễ nữa. Về nhà một cái. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cắt đá vào trước. Đó, sau đó thì mình sẽ đi ngủ trước nha. Ngủ đi, rồi sáng thức dậy làm gì đó thì làm. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ sử dụng cái số sắt còn lại của mình. Đâu ta? Đây, mình còn một ít sắt nè. Mình sẽ nâng lên cái lò nung bằng sắt trước đi. Mình sẽ đổi ra cái phôi. Đây, đây còn sắt nữa nè. Lấy cái lò nung này lại. Sau đó mình sẽ cho vào bàn chế tạo và nâng cấp nó lên. Đó, mình sẽ nâng cấp lên từ từ á. Đây, nâng cấp lên sắt nè. Đó, từ sắt thì mình sẽ lấy vàng và... Ui! Đây, còn vàng. Từ sắt thì mình sẽ nâng lên vàng luôn nha. Rồi, vàng nè. Kế tiếp là kim cương luôn. Đó, nâng một lần cho nó lên hẳn kim cương để mình nung cho nó nhanh. Rồi, sau đó mình sẽ đặt nó xuống. Và nó, thấy chưa, mình nấu được rất là nhiều thứ nè. Cho than vào. Ui! Nó stack lại thành một chỗ. Kế tiếp cho sắt trước đi. Đó, các bạn thấy chưa, tốc độ nấu nó nè. Nhiều thật sự luôn. Và ô chứa sau khi nấu thì cũng nhiều hơn bình thường nữa, nên mình rất là thích. Đó, giờ mình sẽ cho nó nung hết mấy số này. Và với số sắt này á, thì mình có thể dễ dàng chế tạo được một cây Giant Hammer để có thể đi mai dễ dàng hơn. Nhưng mà cái cây Giant Hammer đó thì chúng ta cần phải có thêm cái bột nhuộm nữa. Và đây là bột nhuộm tím. Chúng ta có thể chế tạo từ màu đỏ và màu xanh. Vậy là bây giờ mình cần phải đi tìm cái hoa màu đỏ rồi. Để mình ra ngoài mình tìm mấy cái bông hoa màu đỏ coi. Hoa màu đỏ đâu ta? Ui, chỗ mình toàn hoa vàng không à. Ui khó. Đây. Ủa cái nấm mà. Ui đây có xương nè. Ui vậy là mấy con skeleton ban ngày nó bị đốt chết đây. Mà vẫn chưa có gặp những cái bông hoa màu đỏ nữa. Ui đây có bé sói nè. Ui hay là mình thuần phục bé sói để nhà dưới nhà đi. Yay. một phát được luôn. Rồi, đi ra anh. Rồi, vậy, có tìm bạn mới nữa. Và coi nào. Ở đây... cái này đổi thành bột nhuộm tím được không? Bột nhuộm đỏ sậm. Rồi từ cái này có thể làm thêm gì không? Ôi, cái này không có làm được bột nhuộm tím. Đây, hoa đỏ đây. Yay, cuối cùng cũng gặp được hoa đỏ rồi. Rồi, lấy cái bông hoa đỏ, sau đó về nhà. Và kết hợp với cái Luli là chúng ta có thể làm được cái bột nhuộm tím. Và ở đây là cái mình nhớ rồi, đây là cái chỗ đầu tiên mà mình đào mai nè. Chỗ khởi đầu. Giờ mới để ý á. Rồi về nhà thôi. Và ở đây hình như còn bé sói nữa không? Ở đây còn gà không à. Tưởng đâu có thêm bé sói nữa, về để bầu bạn cho bé sói hiện tại của mình. Kể đi cho bé FA một thời gian đi, khi nào mình gặp mình sẽ kiểu như là thuần phục thêm về cho bé bầu bạn nha. Rồi. Lại đây. Đứng trước nhà ngồi xuống. Nó đứng đây giữa nhà nha. Rồi vào trong nhà. Và nó đã nung gần xong rồi nè. Mới đây nó nung gần được stack rồi đó. Giờ mình sẽ lấy thêm cái luli. Đây mình cần một cái thôi. Đổi cái thành bột nhuộm và kết hợp tạo thành bột nhuộm màu tím. Đó. Rồi. Lấy số sắt này ra. Đó. Kinh nghiệm lên quá trời kìa. Đổi thành mấy cái khói thôi. Khói sắt đây. Nó 7 khói. Và ui 10 khói luôn rồi. Và cho vào đây luôn. Vậy. Ủa lộn. Cái này mới đúng. Khói sắt ở phía trên. Và que ở phía dưới như vậy. Ta-da. Giant Hammer. Vậy. Với cây này á, thì mình sẽ đào ha. Cực kỳ nhanh luôn. Tại vì nó đào hình như là... Cái này hình như là đào 9 x 9 thì phải á. Rồi mình sẽ cho vào đây nè. Mình sẽ ép nó cái dòng gì ta.
Cái này mình không cần nó đào nhanh đâu, mình chỉ cần nó đào lâu thôi. Nên mình sẽ ép cho nó dòng chậm hỏng đi. Ôi không đủ, chậm hỏng 3 rồi, chậm hỏng 2. Hiệu suất cũng không đủ kinh nghiệm luôn. Chỉ là nó được cái dòng chậm hỏng à. Ok, dù sao cũng có dòng chậm hỏng giúp mình có thể đào lâu hơn là được rồi. Khá là ổn rồi đó. Rồi giờ thì mình sẽ đợi cho nó nung hết cái số sắt này nha. Và trong thời gian với 2 tập thì mình cũng đã có cắt thêm những cái vải đào mây, và bây giờ thì mình sẽ chế tạo thêm 2 bộ giáp tiếp theo, đó chính là giáp của rồng lửa nè, cũng như là giáp của rồng băng nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ chế tạo giáp của rồng lửa trước. Đây mình sẽ làm cái nón nè. Wow, cái nón nhìn cũng khá dễ thương nha. Tiếp theo là cái áo, kế tiếp là cái quần, và cuối cùng là cái đôi ủng. Rồi vậy là mình đã được một set rồi. Set thứ hai đó chính là set của rồng băng. Đầu tiên là cái nón, ui. Cái nón trắng tinh luôn. Nhưng mà không có chi tiết giống như là nhựa của rồng lửa. Còn cái áo thì sao? Ui cái áo có màu trắng luôn à. Vậy là cái này nó chỉ thuần màu trắng thôi, chứ nó không có nhiều họa tiết giống như là của rồng lửa. Khá là tiếc, nhưng mà không biết sức mạnh nó như thế nào thôi. Rồi và ngoài ra thì mình cũng có thể chế tạo những cái khiên nữa. Mình sẽ cho vào đây một cái xác, cái tiếp cho vải vào xung quanh như vậy. Búp. Nó khiên của rồng lửa. Và ten ten. Dây. Để coi coi. Ủa nó. Cái khiên nó bé tẹo à, mà không biết có đỡ được nhiều thứ không nữa ta. Để một xíu mình sẽ đi test thử. Và giờ mình sẽ cởi giáp của rồng Aether ra, mặc giáp rồng lửa vào. Ủa? Ồ, giáp rồng lửa nhìn cũng rất là đẹp nè, nhưng mà nó không có hiệu ứng. Ồ, tiếc vậy. Giáp rồng lửa nhưng mà không có hiệu ứng rồi. Còn giáp rồng băng thì sao? Ồ, giáp rồng băng cũng không có hiệu ứng luôn. Xuống nước coi. Ồ, cũng không có hiệu ứng còn giáp rồng lửa. Ồ, vậy là 2 bộ giáp rồng này nó không có hiệu ứng giống như là rồng Aether. Đúng là rồng bầu trời vẫn là rồng VIP nhất rồi, có hiệu ứng chạy nhanh rất là thích luôn. Nhưng mà không sao, kệ, mặc thử set đồ này đi chiến đấu một hôm coi. Còn giờ thì mình sẽ cắt những cái vải rồng này vào lại. Vải rồng lửa nè, vải rồng băng, áo giáp rồng Aether, áo giáp rồng băng luôn. Cắt này vào. Búp. Búp 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 búp. Rồi sau đó mình sẽ cưỡi, lần này á thì mình sẽ sử dụng rồng Terra đi, tại vì hiện tại rồng Terra vẫn chưa lớn nữa, nhưng mà mình muốn sử dụng nó để chiến đấu luôn. Xuất hiện nó, rồng Terra đã xuất hiện rồi. Và bây giờ thì mình sẽ làm thêm cho rồng Terra một bộ giáp nhá. Ở đây coi, mình có thể làm được giáp gì ta, giáp vàng được không? Ui nó cần khói thôi á, toàn là... ui, lộn 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 giáp rồi, lộn giáp rồi. Những bộ giáp ở phía sau mới đúng kìa. Đây hình như giáp cho mấy con rồng nguyên tố thì sẽ rẻ hơn hay sao á. Giáp rồng nguyên tố, chỉ cần 3 khói và 3 phôi thôi, vậy là mình có thể làm được một cái bộ giáp bằng sắt rồi. Em sẽ làm tạm một bộ giáp bằng sắt cho bé này đi. Mình sẽ chừa ra 3 cái rồi chế tạo. Giáp sắt đây, búp đó. Giờ có giáp rồi nha. Rồi cho giáp vào. Wow, ngầu chưa? Có giáp là nhìn ngầu hẳn liền. Và giờ thì mình sẽ cắt bớt vàng ở nhà lại, và chúng ta sẽ đi khám phá một xíu trước khi test cái cây Giant Hammer nhá. Mình đang rất là nôn nóng để có thể test được cái cây Giant Hammer này rồi. Rồi giờ thì tranh thủ đi tìm những cái con rồng hoang dã tiếp thôi. Đó, đi thôi. Ê. Và để coi coi khu vực bên đây có rồng hoang dã không. Thường thường trên núi này á, sẽ dễ gặp những con rồng hoang dã hơn. Mà rồng rồng mình bay quá trời nhanh rồi. Ui. Ồ. Mặc giáp vào nhìn rồng, cái cánh rồng đẹp cực luôn. Wow, mặc giáp rồng nhìn đẹp hẳn liền. Wow, mà bà không biết có khỏe không ta. Đây 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 đây. Đây là một con rồng màu đen. Phun lửa. Rồng rồng Terra vẫn biết phun lửa nha các bạn. Phun lửa đi. Tiêu diệt nó. Mình sẽ nướng con rồng hoang dã này luôn. Rồi. Ngõm rồi. Ui, mặc dù chưa có level cao nhất á, nhưng mà rồng của mình vẫn rất là mạnh luôn á. Wow, phun vài phát thôi là con rồng kia nó ngỏm củ tỏi luôn rồi. Nằm một đống rồi nè. Ui đốt, ui cháy cháy cháy. Ôi lỡ cháy rồi chặt luôn đi. Kệ lỡ cháy rồi chặt luôn. Đó, rồi lấy thêm gỗ về nhà dùng. Và coi coi con rồng này có rơi ra cái quả trứng không nhá. Cái con rồng này vẫn có tỷ lệ rơi ra trứng á các bạn, nhưng mà nó khá là hiếm. Được một ít cái vải rồng nè. Con rồng này rồng gì đây? Gray. Rồi giờ thì mình sẽ cởi bé rồng này vào qua đây coi. Ui ui
Ui, hình như đây là... À, đây là chỗ của rồng rừng đúng không? Forest. Ồ, đúng luôn, chỗ của rồng Forest. Và có cái thẻ tên nè, chỉ cũng như là xương. À, còn bên đây là, coi coi. Wow, một cuốn sách gai. À, thuốc súng, à không 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 không, thuốc súng không cần. À, lấy bánh mì cũng như là lúa thôi. Rồi sau đó đi tiếp nhá. Vừa tiêu diệt được con rồng hoang dã, vừa nhặt được cái trứng rồng cây luôn. Ui, ở đây lại thêm một con rồng nữa nè. Ui, và con rồng này để mình thử mình cận chiến coi. Ở đây nha bé rồng. Rồi ở đây. Ôi, nhưng mà mình cần phải bay lại lần kia cơ. Đây mặc mặc cái cánh vào. Giờ mình có cánh mình mới bay được. Đây, bay qua một cái. Ây da, da, da. Bay lên, bay lên. Tiêu diệt nè. Tiêu diệt nè. À, đánh cận chiến luôn. Ui, ui, ui. À, đánh đánh cận chiến luôn. Ui, hai con rồng luôn hả? Đằng kia còn một con nữa kìa. Ui, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Nè, à, mình sẽ dùng khiên đỡ coi. Đó. Ui. Ui, vậy là mình cận chiến không đỡ rồi. Wow, 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 nó mạnh quá, nó mạnh quá. Được, được, được. Dám, dám, dám đánh mình, dám đánh mình. Cởi cánh ra, mặc áo giáp full nhau. Ô, nó khỏe lắm, nó khỏe lắm. Ui, vẫn bị đốt, giáp lửa nhưng mà vẫn bị đốt. Giáp trong lửa nhưng mà vẫn bị đốt là sao? Ai da, xuống, xuống nước là ngõm nha. Xuống, xuống nước hả? Tại vì xuống nước thì mình không còn bị nó đốt nữa. Rồi, dám, dám, dám đánh mình. Đánh, sắp, sắp nó cào luôn. Ai da, ai da. Đó, khi mà bị nó cạp á thì mình phải rời khỏi nó liền, để không thôi là gây rất là nhiều sát thương luôn á. Rồi, cố lên, cố lên. Vậy này thì ha, dám cạp mình hả? Rồi, ok, mình đã tiêu diệt được con rồng tiếp theo rồi. Giờ thì mình sẽ vứt bóp mấy cái chòi này đi và coi coi nó có rơi ra cái gì không. Ui, đúng là không có bé rồng mình khó đánh thiệt. Rồi, coi coi. Có trứng không? Ui, có thịt cơ mà, không có trứng. Được thêm một cái đầu nữa nè. Và vứt cái hạt giống này ra, nó mình được thêm hai cái đầu của rồng rồi. Một cái là stack 3, còn cái kia. Ủa, hai cái là... Ủa, nó không stack lại với nhau à? Ồ, hai cái này cùng cấp độ mà không có stack lại với nhau. Và đây còn một con nữa nè. Ok, lỡ rồi, là quánh mất luôn đi. Để mình thử coi với con rồng này mình coi mình đánh mất bao nhiêu máu nha. Hay là ngõm với nó nữa. Mình nghĩ là chắc bị ngõm á, tại vì mấy con rồng này mạnh lắm. Rồi, tiêu diệt thôi. Ui, đáp xuống, đánh đi. Bay, bay hoài vậy. Ờ, mình sẽ lấy xương về để làm thức ăn cho rồng. Rồi, xuống đây đi. Ái da, da, da. Ồ, nó gấp mình lên á. Ui, bị nó gấp là phải đi xuống liền, nếu không thôi mất máu nhiều lắm. Rồi, xuống đây. Ui, xong xuống đây, bay, bay hoài vậy. Xuống đây đi. À, không chịu xuống đâu, để mình bay lên mình tìm nó luôn. Cái này ra, mặc cánh vào. Rồi, bước ra, rồi, đi lên. Pew. Không chịu dừng lại. Ui, hai con à. Ui, thôi. À, hai đánh một không chột con què. Tốt nhất là chạy qua đây lấy bé rồng lại, 2-2 nó mới công bằng chứ. Rồi, 2-2 nhá. Một mình bé rồng mình chấp luôn nè. Đây, phun lửa bé rồng ơi. Phun lửa hả? Bật bé rồng mình không? Yeah. Một tên. Rồi, tên còn lại đâu? Hả? Ui, hình như tên này làm gỏi tên còn lại rồi. Ủa, còn con rồng nữa mà. Ui, hình như con này nó cắn ngõm con kia rồi. Ui, đồng minh mà nó cũng xơi nhau nữa. Nhưng mà mình không thấy xác con kia ta. Ngõm đang ra phải thấy xác chứ. Cái này là nó ngõm mất xác luôn rồi. Thôi kệ, xuống đây lấy đồ của con này trước đã. Coi coi nó có rơi ra cái gì không. Vứt bớt đất đi. Vứt bớt chòi. Rồi, kiểm tra. Coi nào. Có vải nè. Có thịt, có xương. Nhưng mà không có trứng. Ồ, vậy là mấy cái trứng có vẻ là mấy con kiểu như là stack 5 á, cấp độ cao nhất thì nó mới rơi ra hay sao. Mấy con này nó không có rơi ra các bạn ơi. Rồi mình sẽ bay lên trên để cởi bé rồng bay về nhà thôi. Rồi, đi về nhà thôi bé rồng ơi. Trên đường về gặp con rồng nào thì sẽ đánh tiếp. À, nó chạy lên ngôi làng rồi. Chạy lên ngôi làng hả? Phun. Ui, ui. Bay xa ra xíu, bay ra xa ra xíu. Để không thôi đốt ngôi làng luôn á. Đây, phun lửa nè. À,
Này thì ha, dám lại làng ăn hiếp làng, rồi tiêu diệt luôn. Rồi xong rồi. Nói chung có những con rồng nguyên tố thì ui bé rồng làm gì đây? Ngồi xuống em ơi, ngồi xuống em ơi, bình tĩnh. Ui bé rồng mình xuống nước là kiểu như bị tăng động. Chạy lung tung không à. Rồi lấy thêm những cái vải nữa nào. Wow, được quá trời vải luôn. Và ui nãy mình đốt ngỗm bé mực nữa chứ. Rồi cỡ bé rồng đi về nhà thôi, nãy giờ đi cũng được ca cá đồ rồi đó, có thêm những cái đầu cũng như là một vài vật phẩm cần thiết để sắp tới mình còn chế tạo những món khác nữa. Rồi giờ thì về nhà thôi. Có vẻ khu vực gần nhà mình đã clear rồi đó, giờ chỉ cần đi khám phá về hướng phía biển á là ok rồi. Rồi tạm thời thì cho bé đứng ở đây và cho ăn thịt luôn đó, sau chiến đấu là phải về cho ăn thịt đàng hoàng. Rồi no bụng rồi nha, mình cũng thưởng mình miếng thịt nữa. Rồi sau đó vào trong nhà và cất đồ, rồi xuống dưới khu vực hầm mỏ để mình test thử cái cây Jarnhammer nha các bạn. Mình đã thử đào được một xíu và cái kết là nó tạo được hai cái hang rất là to luôn. Mình phải đi lên để cất đồ bớt cũng như là làm thêm những cái rương để có thể chứa được những cái block đá mà nó rơi ra ấy. Rồi giờ thì mình sẽ đào thêm một vài đường nữa để chúng ta tìm thêm khoáng sản nha. Với cái cây hammer này á, thì mình rất là dễ dàng tìm được kim cương và... Ui đào ngang cái robin. Hàng gì tự nhiên mình thấy đâu nấm nó rơi ra. Giật hết cả mình à. Rồi đào thẳng về phía trước nè. Nhưng mà cái này nó có một cái bất lợi á, là nó không có thể nào đào được mấy cái emerald. Nó chỉ có thể đào được kim cương trở xuống thôi ấy. Rồi đây. Đó, mình sẽ nhặt lại những cái khoáng sản nhá. Như vàng này nè, một xíu mình sẽ đi lại và dùng cây cúp đào ra sao. Đó, còn giờ thì cứ đào thẳng một đường thôi. Đó, và đào cái này thì mình nên chuyển về góc nhìn thứ ba ấy để có thể dễ dàng quan sát ở phía trên. Đó, nếu gặp những cái hoàng kim cương mặc định á, thì mình sẽ sử dụng cây cúp gia tài để đào ra cho nó dễ nhá. Với lại được nhiều hơn nữa. Rồi, đào thêm một vài đường nữa. Kế tiếp mình sẽ cầm cây đuốc và cắm lên. Đây, đó, nó sẽ trừ lại cái quặng emerald như vậy nè. Tại vì emerald thì nó hơi cứng ấy, thành ra cây hammer này không thể nào đào được. Rồi, đào thẳng về phía trước coi. Nãy giờ mình mới tìm được có bao nhiêu đây, 5 viên kim cương với một ít viên kim cương hồi nãy mình đào thêm nữa mà mình cất rồi. À, có emerald nữa kìa. Wow, cái này mà có cái dòng sửa chữa ép vô cái cây hammer này đi đào thích lắm luôn á. Đào một xíu gặp khoáng sản là nó tự sửa lại full độ bền à. Đó, đào tiếp. Ui đào một đường khá là dài rồi mà sao chưa thấy kim cương ta? Có vẻ hướng này không có nhiều kim cương rồi. Đó các bạn đã chơi nhìn ở phía sau nè, 1, 2, 3. Các bạn coi block kìa, nó rơi ra lên láng luôn á. Mình phải đi lên đi xuống nhiều lần để có thể gom hết mấy block này đem lên trên, để sắp tới chúng ta còn chuẩn bị vật liệu xây dựng nữa. Rồi tạm thời thì mình chỉ đào tới đây thôi nhá. Và trong thời gian với 2 tập thì mình sẽ chịu khó đào thêm thật là nhiều đường như vậy, để chúng ta có thể tìm thêm khoáng sản để sử dụng trong thời gian sắp tới. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.